dropping bass like a motherfucking atom bomb. Hello và hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Mình là Khôi Michael và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series thử thách trong GTA 5 nha. Ok, ngày hôm nay sẽ là một thử thách vô cùng mới mẻ và bá đạo luôn các bạn ạ. Mà mình nghĩ là chắc chưa có ai làm đâu, ngoại trừ mình thôi ha. Đó chính xác là thử thách chạy qua 200 quân Domino nha các bạn ơi. Và ở như chỗ này đây các bạn có thể thấy là mình đã đầu tư thuê nguyên một em Ram đang nhảy cột ở chỗ này các bạn ạ. Người ta gọi là múa cột đấy. Và cái cột này là cái cột điện nha. Nói chung là quân Domino đâu thì bây giờ mình sẽ show cho các bạn nha. Với lại tóm tắt thử thách cho mọi người nghe nhá. Trước mặt các bạn đây chính xác là cái vạch xuất phát của chúng ta nha các bạn ơi. Có một cái cúp siêu to khổng lồ, có in chữ là thử thách GTA 5 nha mọi người. Và phía sau này đây thì chúng ta sẽ có một cái siêu dốc nha mọi người. Siêu dốc này thì nghiêng tới tận là 30 độ nha. Dưới siêu dốc thì chúng ta sẽ gặp một cái bảng nha các bạn, có in chữ Khôi Michael cộng logo cộng với lại cái chữ subscriber nha. Và trên cái bảng này thì chúng ta sẽ có một em nhân vật nữ tên là Mai, cầm một khẩu súng khá chi là bá đạo nha các bạn ơi. Khẩu súng này là khẩu súng từ trường, có thể bắn ra một viên đạn khá là to. Đạn này gọi là đạn đẩy các bạn ạ. Và trước mặt em Mai này thì chính xác là chúng ta sẽ có 200 quân Domino siêu to khổng lồ nha các bạn. Và chắc chắn là các bạn hôm nay màn test của chúng ta là về siêu xe, đi trên 200 quân Domino này, xem coi có ngon lành hay không nha. Mọi người lưu ý là chúng ta sẽ không phải là chạy trên cái Domino như thế này nha mọi người, mà là chúng ta sẽ chạy xe trên Domino mà nó đang đổ nha các bạn. Có nghĩa là Domino nó tạo hiệu ứng Domino ấy, và chúng ta sẽ chạy trên đấy chứ không phải là chạy không như thế này nha. Vì thế thì chúng ta phải có cái em Mai đứng ở kia đấy các bạn ạ. Khi mà siêu xe đi hết 200 cái quân Domino này thì chúng ta sẽ gặp một cái vạch đích nha mọi người. Vạch đích ngày hôm nay thì mình không ghi chữ là Finish, mà mình chỉ in một cái hình 2D lên về những quân Domino và một cái xe thôi nha các bạn. Đây cũng gọi là mô tả cái thử thách của chúng ta đấy các bạn ạ. Và tất cả các loại siêu xe nào mà qua cái đích này thì chính xác là nó sẽ hoàn thành thử thách nha các bạn ơi. Thử thách rất là chi là đơn giản là như vậy nhé. Rồi và bây giờ là màn cuối cùng, là màn test xem coi là Domino có hoạt động hay không. Thì mình sẽ điều em Mai này cầm khẩu súng bắn từ trường này, bắn vô quân Domino này xem coi là có hoạt động hay không nha. Rồi mình đã điều em Mai và em Mai sẽ bắn. Đó, mọi người thấy chưa? Khi mà bắn thì quân Domino sẽ đổ và chắc chắn là xe của chúng ta sẽ chạy trên 200 cái quân Domino đang đổ này rồi ha. Đó. Đấy, mọi người hiểu thử thách chưa? Đấy, thử thách này nó nâng lên một cái level mới nha các bạn ơi. Có nghĩa là chúng ta sẽ chạy trên quân Domino đang đổ, một cái chướng ngại vật có động nha, chứ không phải là một chướng ngại vật không động như mọi ngày nữa nha mọi người. Và màn mã lực ngày hôm nay thì chắc chắn là sẽ để nguyên bản nha các bạn. Không chơi mã lực có đâu nhá. Rồi và bây giờ mình sẽ reset quân Domino này lại để chúng ta sẽ bắt đầu thử thách này các bạn này. Đó, tất cả các quân Domino đã sẵn sàng. Và ok, không nói nhiều linh tinh luyên thuyên nữa nha các bạn ơi. Bắt đầu thử thách chạy trên quân Domino nha. Và ok, 3 2 1. Vâng, chiếc xe đầu tiên của chúng ta chính xác là một con xe có tên là Bugatti La Voiture nha các bạn ơi. Một con xe nhìn khá chi là hố và mình cũng vừa mới mốt vô các bạn ạ. Rồi, ok thì đi nhá. Xem coi chiếc Bugatti này sẽ như thế nào nhá. Quên, mình sẽ bật cái bảng mốt này lên và mình sẽ kích hoạt cái con bắn súng kia nữa. Rồi, ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi nha các bạn. Và nói chung đây là màn test đầu tiên với con Bugatti này thì theo mình thấy thì nó cũng khá giống như là đi off-road à. Đi trên những cái tấm Domino này rất là giống luôn ha. Ôi. Có một cái điều hơi hay là nó không thể nào nó lên trên được nha mọi người. Giữ hết ga nhưng mà không thể lên được các bạn ạ. Tôi cho các bạn xem ở xa này. Ok, chắc là do là vừa nãy là mình lấy chớn hơi yếu với con Bugatti này ha, nên nó không thể lên trên mà hop rock được ở trên. Nó cứ đi theo tấm Domino như thế này thôi. Từ từ để mình đi chậm lại, sau đó mình sẽ chờ Domino nó cách xa một tí, sau đó thử phóng thử coi. Rồi, đi nào. Lên. Ui mẹ ơi, không lên được luôn các bạn ạ. Ôi, có vẻ là cái siêu dốc khi mà nó tạo bởi những tấm Domino là nó là 90 độ nha các bạn. Đấy, đâm ra là xe nó đứng luôn nha.
Nhưng mà nói chung là thử thách này cũng khá dễ thôi các bạn. Qua được này đó. Đó. Nó đơn giản không tả được, nói chung là dễ qua lắm. Ok. Rồi, vậy là chiếc xe Bugatti La Voiturnoi này đã qua được thử thách này nha. Vẫn là một con siêu xe mốt nha các bạn ơi. Và lần này sẽ là Aston Martin nha. Nói chung là cái thử thách này thì mình nghĩ là cũng dễ thôi các bạn ạ. Y chang là off-road như trên những cái tấm ram. Rồi, và bây giờ đi nha mọi người. Bắn nè. Rồi, tắt đi. Ok, và đi nè. Ôi, gần lên được thôi các bạn ạ. Ôi, tôi tưởng là lên trên kia được. Nhưng mà không sao các bạn ạ. Off-road như thế này vẫn được. Nhưng mà mình muốn là cho con xe nó lên thử đấy. Rồi, chờ năng mạnh. Lên. Không lên được nha mọi người đấy, mọi người thấy không? Đây, để mình làm lại này. Rồi, hết ga, hết sảy luôn. Ui giời ơi. Rồi luôn cái phần đằng trên ra rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta có thể thấy là máy móc của nó này rất là hiện đại, xịn sò. Nhưng mà cái tốc độ off-road ở trên những cái tấm domino này thì nó không được cao nha mọi người. Nó chỉ khoảng tầm vừa nãy là hình như là 50, bây giờ thì chỉ còn có 30 thôi các bạn ạ. Xe đang hú máy một cách rất chi là kinh khủng luôn. Rồi, xem qua lần này lên được không. Giữ. Ui, không được các bạn ạ. Để mình thử góc nhìn thứ nhất xem coi nó như thế này. Oh my god. Sóc vãi đái luôn các bạn ạ. Ok, chiếc xe thứ hai qua được thử thách này nha mọi người. Mới đầu thì cái domino này mình cứ tưởng là nó sẽ rất là khó. Nhưng mà không ngờ nó lại dễ như vậy các bạn ạ. Đó, rất là đơn giản đấy nha. Lấn sang dòng xe gia đình 6 chỗ ngồi nha các bạn ơi. Và con xe này chính xác là Mercedes-Benz V250. Một con xe 6 chỗ như mình có đề cập. Rồi, và mình đi nha mọi người. Nói chung là cái tuần trước thì mình không ra được video. Thì mình cũng thông báo các bạn luôn là không phải là do mình lười đâu, mà là do nhà mình có ông anh mình ấy cưới các bạn ạ. Đó, thâm ra là mình đi đám cưới của ông anh mình, thâm ra là không có video là vậy nhá. Nhưng mà trong cái video demo của mình thì mình thấy có một số bạn có comment những cái con xe khá là hay. Và ok, ngày hôm nay thì chắc chắn là mình cũng sẽ làm xe của các bạn rồi nhá. Và cứ từ từ tận hưởng. Rồi, với con xe gia đình này thì cái việc mà off-road trên những cái tấm domino này thì cũng y chang loại siêu xe đó các bạn. Không khác một tí nào nhá. Mặc dù nó là xe gia đình, máy móc thì cũng khỏe khỏe nhưng mà kiểu nó nặng hơn đấy các bạn. Ý là cái dàn xe này nó nặng hơn xe siêu xe. Thế đâm ra là đi thì nó cũng như vậy các bạn ạ. Với con này thì cũng không thể lên trên kia mà off-road mà đi nhanh được nha. mình cũng chả hiểu sao nữa. Nhưng mà cái tấm domino này thì ok, nói chung là tất cả các loại xe thì chúng ta chỉ xem cái phần gọi là off-road của nó thôi. Chứ còn cái phần tốc độ thì chắc là không xem được. Tại vì domino mình để ý là nó cứ kiểu di chuyển theo một cái tốc độ, theo một cái trật tự gọi là như nhau thôi. Rồi, và cái phần off-road của con xe này thì cũng qua được nha mọi người. Vậy là ba con qua được rồi. Ba con siêu xe được qua được nha. Ôi, nhưng mà cái con xe này móc méo nhìn kinh đấy nhờ. Nhìn như kiểu mèo đó này mọi người thấy không? Đó, nhìn cái phần đầu xe của nó ấy, không khác gì một cái mõm mèo luôn. Mô tô hai bánh nha các bạn ơi. Và con này chính xác là Yamaha R6. Rồi, đi đây các bạn ạ. Vừa rồi thì thử với lại siêu xe thì off-road khá là ngon ha. Không biết là mô tô thì như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ tính nhá. Rồi, cho em nhân vật kia bắn súng nè. Rồi, đi. Úi giời ơi. Với mô tô thì nó đi như thế này luôn các bạn ạ. thì cũng đúng thôi các bạn, mô tô mà. Thôi còn làm sờ tun bay được với nó, khốn chi là cái domino này ha. Rồi, vậy là con xe này là chắc là nhanh nhất rồi đấy. Theo mình nghĩ là như vậy, tại vì nó là mô tô mà. Và nó có thể off-road theo cái phong cách gọi là như bình thường ha. Có nghĩa là đi trên domino và nói chung là domino nó không kịp đổ luôn ha. Rất là được. Lại là dòng xe 4 bánh thôi các bạn ạ. Và lần này chính xác là Ford Mustang GT nhá. Một phiên bản có độ viền neon. Đây, nổ máy lên là nó sẽ neon này. Đó, mọi người thấy không? Rất là đẹp. Rồi, ok đi đây. Con này thì góc nhìn thứ nhất là chất chơi này. Đấy, tôi bảo mà. Có neon là khác hẳn ha. Bắn súng nào, ok. Đi luôn.
Ui giời ơi, lên được luôn rồi các bạn ạ. Oh my good god. Còn thứ hai không cần đến gọi là sự trợ giúp gì gọi là to tát. Nó cũng đi off track luôn rồi các bạn ạ. Trời ơi. Mình không biết mô tả như thế nào nữa. Tại vì mô tả thì nói chung là cũng lặp lại những cái từ ngữ mà mình nói thôi. Được, nên đâm ra thôi chúng ta chạy qua luôn nhé mọi người. Rồi, vậy là con này là off track trên vầy được nha. Không cần phải off track dưới domino mà nó ở trên domino luôn nha. Tiếp theo là dòng xe Mazda MX-5 nha các bạn ơi. Một phiên bản xe drift nhá. Rồi, cũng lên xe và đi thử xem coi là con Mazda này sẽ như thế nào luôn nha. Rồi, nẹt bô. Ok, đi nào. Vì đây là một dòng xe drift thì cái việc mà lên trên domino là chắc là không được đâu các bạn ạ. Mà thôi kệ, cứ test xem coi, lỡ may có điều bất ngờ ha. Rồi, đi nào. Úi giời ơi. Ôi, cái gì vậy? Ôi, con xe này ui nét luôn rồi các bạn ạ. Tiếp theo là một con xe nhìn vô cùng chất luôn các bạn ạ. Gồm hai máy, đấy, hai động cơ. Nhìn chất ạ. Và nói chung là xe này mình không biết tên. Mình cũng không biết là nó có ở ngoài đời thật hay không nha. Bạn nào biết thì comment cho mình, chứ mình là không biết. Chịu, bỏ tay ha. Thấy nó đẹp nên mốt vào thôi ha. Rồi, ok, bây giờ mình đi này các bạn ơi, người này. Xem coi với một siêu phẩm xe như thế này thì nó sẽ đi được qua domino hay không nha. Rồi, bắt đầu là bật. Ok. Domino đã đổ và lần này chúng ta sẽ đi từ từ xem coi ha. Wow. Với con xe này thì giống như Bugatti La Voiture nói kia thôi. Và một số con xe vừa nãy mình test thì cái này thì nếu mà tôi nẻn mạnh thì nó cũng lên được. Nhưng mà tôi sợ là nó lại nhèo xuống giống như kiểu cái con xe Mazda vừa nãy các bạn đấy. Đâm ra là tôi đi vầy cho nó chắc. Một tiếng động cơ nghe to vãi. Hai động cơ mà nghe đúng chát luôn các bạn. Kinh khủng thật. Lên được không? Không lên được nha. Mọi người nhớ comment xem con xe này tên là gì nhá. Ok. Mình thì mình mốt lâu lắm rồi. Và đây là lần đầu tiên mình chơi với con xe này luôn. Và mình chả biết tên nó là gì. Tại vì nói thật là bảng mốt của mình bây giờ lên tới tận là gần 700-800 con xe mốt rồi ấy. Không thể nào nhớ nổi tên của từng con xe được. Bạn nào mà biết nó ở ngoài đời thì cứ vậy nói với mình để mình bổ sung nhá. Rồi, con này thì chắc chắn là qua rồi. Thử thách này thì như hồi đầu mình có nói là rất là dễ thôi. Nhanh chậm là tùy thuộc vào con xe thôi, chứ gần như là chắc là qua được hết đấy mọi người ạ. Còn nào xui thì giống như kiểu Mazda vừa nãy thôi nhá. Rồi, vậy là qua được nhá. Vẫn là một loại xe 4 bánh thuộc dòng drift nha các bạn ơi. Và con xe này có tên là BMW M3 nha. Một con xe thiết kế nhìn rất là đẹp này mọi người, thấy không? Quá chất luôn. Rồi, ok, đi đây các bạn ạ. Cái gì đây, biển số California Your Mom vậy. Ok, biển số này cũng là biển số mốt luôn nha. Nhìn khá là hay. Rồi, bắn đi nào em gái. Ok, em gái đã bắn và lên nào. Xe này thì đi được nha mọi người. Ôi sao sao yếu vậy. Đi với tốc độ ốc xe đang bò các bạn ạ. 25 km/h. Từ đây mình táp thử xem coi nó nhanh hơn không. Táp ga thì nhanh hơn tí nha. Lên được thêm 10 cây nữa là 35. Rồi. Ôi có vẻ cái đoạn đường off-road này khá khó đi với cái lại cái dòng xe drift nha các bạn. Tại vì nó cạ gầm đấy mọi người không. Ok. Táp táp ga tiếp. Ui giời ơi. Ui giời. Ui giời. Quá yếu lần các bạn. Nhưng mà vẫn đi được nhá. Ok. Tốc độ vẫn chỉ là 30 thôi. Ui 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 ui. Khó đi vãi các bạn ạ. Thật. Không biết là lên cái dốc cuối cùng để mà hoàn thành cái thử thách không biết nó lên được không nhá. Ôi domino không đổ nữa rồi các bạn ạ. Rồi thôi toang. Đẩy xem qua được không.
Ui giời ơi, không đẩy được luôn nha. Và mình quên không nói với các bạn là cái domino này thì mình set up với một khoảng cách nhất định các bạn. Có nghĩa là nếu domino nó chạy quá 100m và xe nó không qua được thì những cái domino ở trước này nó sẽ không đổ nữa nha các bạn. Đây, như mọi người có thể thấy, nó không hề đổ nữa. Đó, vậy là ok, cũng là dành cho một cái thử thách cho con BMW M3 này. Và nó không hoàn thành được thì nó không hoàn thành được thôi nha. Ok chưa? Rồi, và chúng ta sẽ chuyển qua xe khác luôn nha. Tiếp theo là Candy dài dài xinh xinh nha các bạn ơi. Ok, rồi cũng lên xe đây. Con này thì 8 chỗ các bạn ạ. Không phải 6 chỗ nha, 8 chỗ. Nó có một cái chỗ ở đằng sau này. Đấy, quy rằng là 8 chỗ nha. Rồi, và bây giờ mình đi đây. Xem coi với chiếc Candy dài dài xinh xinh này thì nó sẽ như thế nào nha. Ồ, xe đi rất là êm, không nghe một cái tiếng động nào luôn. Rồi, và em gái bắn súng nào. Ok, em gái bắn rất là chuẩn, lúc nào cũng giữa tâm một cái domino. Và theo mình thấy con này đi cũng khá là dễ này. Lốp rất nhỏ, gầm thì cũng không cao cho lắm và đi cũng được nha. Ngon hơn cái con drift vừa nãy là được. Rồi, và lần này chúng ta sẽ xem coi là với cái con xe Candy dài dài xinh xinh này thì nó sẽ hoàn thành được thử thách này không nha. Mình thấy như vậy là chắc chắn là hoàn thành được rồi đấy các bạn ạ. Nhưng mà để xem sao, lỡ may về sau nó lại gặp sự cố gì, đúng không? Chưa biết được các bạn ạ. Ui giời, khi mà nhìn với cái khung hình góc cạnh này thì nhìn xe đi off-road rất là tội luôn này. Đó, mọi người thấy không? Đi nhìn rất là tội luôn. Góc nhìn thứ nhất thì y chang đi cưỡi ngựa vậy, không khác một tí nào luôn. Mà ngựa này là ngựa điên đấy, không phải là ngựa bình thường. Rồi, và con Candy dài dài xinh xinh này chắc chắn là qua được cái thử thách này rồi nha các bạn ơi. Với một con xe 8 chỗ như thế này, vậy qua được là quá ok rồi ha. Tiếp theo là Lamborghini Huracan nha các bạn ơi. Con này có tên là cái gì, LP610-4 Spider nhá. Một loại xe Lambo mui trần các bạn. Rồi, ok đi đây các bạn. Góc nhìn thứ nhất xem coi. Xe bọc full da nha. Và đồng hồ thì vẫn là đồng hồ cơ thôi. Rồi, bán nào. Ok, chúng ta sẽ đi thử xem coi chiếc Lambo Huracan này nó có qua được hay không nha. Wow, nhìn nội thất bên trong nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Đấy mọi người thấy không này. Nhìn vậy giống như kiểu cái bô lăng của nó là mạ carbon chứ không phải là bọc da các bạn ạ. Khi góc nhìn thứ nhất thì mới thấy nó là bọc da ha. Hình như là hai cái phần tay nắm là nó bọc carbon hay sao các bạn, đúng không? Carbon hay da đây. Sóc quá, nói chung là nhìn không rõ các bạn. Bạn nào nhìn rõ được cái pha vừa rồi thì comment cho mình nhé. Đây đây, mình cho các bạn nhìn lại. Đấy, hình như là carbon rồi. Nói chung là rất là sóc. Ok, để qua thử thách thôi. Vẫn như những cái loại xe khác là chạy tới đây thì nó sẽ không lên được trên cái domino nha các bạn. Rất là khó lên luôn. Này, cho mọi người xem lại này. Lên được này, lên được. Ui trời ơi, lên được một tí thôi các bạn. Được một tí cái là nghèo luôn, không lên được nữa. Rồi, và chiếc thứ N qua được cái thử thách này rồi nha các bạn. Chính xác là Huracan. Rồi, tiếp tục xe khác nha. Lấn sang cái dòng xe của các dân chơi Dubai nha các bạn ơi. Và con xe này chắc chắn là DVL Citin rồi. Con xe này thì mọi người thấy cái biển số nó hay không? Nó đặt ở trong xe các bạn ạ. Này đấy mọi người thấy không? Ở trong xe luôn. Không hiểu làm sao nữa. Nhưng mà chắc là dân chơi modder nào đó đặt trong xe. Chứ thông thường là biển số nó sẽ đặt ở đằng sau này. Mà chắc là con này cũng chả đặt được đâu. Tại vì nó có hai cái cục giống như kiểu cái phần tên lửa các bạn. Nhưng thực chất nó là bô nhá. Rồi, ok, đi đây các bạn. Mô tả nhiều về siêu xe quá à, sợ nó không hay nên thôi mình đi đi nhá. Cho nó hoàn thành thử thách là xong ha. Rồi, bắn đi em ơi. Ok, em gái đã bắn.
cái domino mày này ấy các bạn, mà nó kiểu nhanh hơn một tí thì nó hay hơn. Chứ mà cái game này thì mọi người thông cảm, nó là như vậy nha các bạn, ở vật lý nó như vậy rồi, không làm nhanh được đâu. Rồi, với diversity này thì tốc độ mà off-rap trên domino cũng chỉ là ba mấy thôi ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thử tap ga. Cũng không cao cho lắm các bạn ạ. Ớ, vừa lên được 47 này, 35, 42. Gần lên được rồi. Ui dồi ôi, một tẹo nữa là lên được, nhưng mà nó cũng chả lên được các bạn. Ê, không được nha, không được nha. Rất là khó lên luôn. Lên. Ui ui, no. Rồi rồi thôi xong. Ôi, nó không qua được các bạn ạ. Ờ, nói chung là mình cố gắng mình lên trên đây này, nhưng mà không lên được và nó bị bẩy ra luôn rồi. Rồi, nói chung là với con DVLC team này thì theo mình nghĩ là do mình ấy, lỗi là do mình nên nó không qua được thôi. Chứ nếu mà để như vậy thì nó vẫn qua được nhá. Ok, nói chung là con này thì mình vẫn cho nó qua, nhưng mà nó không lên trên kia được, giống như bao xe khác thôi nha. Lại là dòng xe Bugatti nha các bạn ơi. Và con này chính xác là Bugatti Devo ha. Rồi, ok, đi đây các bạn. Bugatti Devo thì không cần phải giới thiệu nhiều đâu. Nó cũng có trong khá là nhiều thử thách bỏ khôi rồi. Và hôm nay chúng ta cùng xem nó thể hiện thôi ha. Rồi, đá bắn và domino đang đổ. Ok, đi nào. Các bạn thông cảm nha, mình dùng cái đoạn đường lấy chớn nhằm mục đích gọi là cho nó đẹp mát thôi. Chứ với cái thử thách này không cần phải lấy chớn nhá. Nên mọi người có thể thấy là cái khúc mà lên domino là mình gọi là dừng lại một chút. Vì do chính thì cũng phải chờ cho cái em nhân vật nữ kia nó bắn súng đã các bạn. Domino nó mới đổ nữa đấy. Đâm ra với thực hiện được thử thách này. Rồi, với con Bugatti Devo này thì nó vẫn chưa lên trên được cái domino ở trên để mà off-rap cho nó ngon. Lần này mình đi chậm lại một tí nhé mọi người, để gọi là mình lấy chớn thêm ấy. Rồi, giữ ga luôn. Lên được không, lên được không? Ui trời ơi, không được nha mọi người có thể thấy đấy. Cái đoạn đường off-rap nhìn này, nó rất là kinh khủng. Là xe gọi là mắc tốc độ thì cũng chả được bao nhiêu. Rồi, lên vậy thì lên được này đấy. Lúc mà kiểu nó gọi là domino hết rồi thì nó lên được nhá, còn domino đang đổ là không lên được đâu các bạn ạ. Tiếp theo là một con xe mốt ở trong phim nha các bạn ơi. Và phim gì thì mọi người tự tìm hiểu nhá, mình không nói lại đâu ha. Nói chung là con này mình có làm một tập riêng rồi, và các bạn xem cái tập đấy là sẽ biết con xe này ở trong phim gì nhá. Rồi, ok, đi đây các bạn ạ. Xem coi với cái dòng xe mốt như thế này thì qua được hay không ha. Rồi, ok, bắn súng và chiu. Domino đang đổ. Lần này mình sẽ chờ domino nó đổ xa và đi nào. Xem coi như thế này thì nó có lên được không. Ui giời, vẫn không lên được các bạn ạ. Chớn phải nói là cực kỳ xa rồi mà xe vẫn không thể nào lên trên đây được. Rất là khó lên. Ui giời. Ui bô kìa các bạn kìa. Ui nó nổ kìa. Kinh khủng luôn các bạn. Kiểu máy nó rú kinh quá. Nổ bô quá khủng khiếp luôn. Bồ nhìn thế này chắc đứng ga đây thật luôn các bạn, nhìn kìa. Phọt lửa liên tục như bếp ga vậy. À, không thể lên được nha mọi người. Những cái con đầu tiên thì nó lên được, còn như mô tô ấy đấy nó mới lên được, tại vì mình có lên chớm một chút. Còn riêng cái dụng như thế này là chịu. À không sao, nói chung là vẫn qua được thôi mọi người. Ừ. Rồi, tiếp tục xe khác nha. Lamborghini Sion nha các bạn ơi. Sản xuất 2019 luôn. Rồi, quất. Xe
xem coi dòng xe này thì cũng như thế nào ha. Rồi, bắt đầu là cho em gái kia bắn. Ok, em đã bắn và ok, Domino vẫn tiếp tục đang đổ. Rồi, đi nào các bạn. Xem coi Sion có lên được hay không ha. Đổ rất là mạnh. Lên, lên, ui xổ, ôi. Cũng không lên được các bạn ạ. Đấy, mọi người thấy là không thể nào nha mọi người. Không thể nào mà lên được luôn. Chắc chắn là các bạn sẽ bảo là sao không lấy trớn ở trên cái đoạn đường. Thì thử thách đi qua Domino mà lấy trên đoạn đường thì qua thì dễ qua đúng không các bạn? Nên mình là gọi là mất hết trớn trên đoạn đường thì mình mới bắt đầu đi trên Domino để lấy trớn thì mà lên trên đây. Nói chung là về cái phần mà off-rack dưới cái Domino nó đổ rồi ấy, thì được nhá. Còn cái việc mà lên trên cái Domino như thế này, này là rất là khó luôn. Nãy giờ test gần như là hơn chục chiếc rồi mà có chiếc nào qua được đâu. Rồi, với con Lambo Sion này thì ui lên được rồi, lên được rồi. Ui. Oh my god. Lên được nửa cái xe thì trơn nó quá yếu khiến xe cũng không lên được nhá. Rồi và nói chung là con xe này cũng hoàn thành được thử thách nhưng mà vẫn không thể nào mà lên trên kia được. Vâng, và đây chính xác là chiếc xe cuối cùng cho cái thử thách Domino này nha các bạn ơi. Một con xe RC, hàng siêu nhỏ. Úi giời ơi. Ôi, lên xe mà biến mất người luôn các bạn. Rồi ok đi nha mọi người. Nói chung là mình cũng tính là cho cái xe tải cỡ lớn nó test thử thách này. Nhưng mà vấn đề chính thì xe tải đấy thì nó đang bị lỗi các bạn ạ. Chắc là do mình bốt nhiều xe quá đâm ra là lỗi cái xe tải rồi. Thôi kệ nha mọi người. Ok, nói chung là thay xe tải với lại xe thành cái xe gọi là nhỏ nhất đi, xem coi nó như thế nào ha. Cái xe tải mình nghĩ là chắc nó cũng qua dễ thôi các bạn. Rồi, và RC. Ồ, chưa sao nha. Chưa sao các bạn ạ. Có đi thế, đi lùi luôn đi. Ui trời ơi. Ơ thôi rồi. Quá 100m Domino nó không đổ nữa rồi các bạn ạ. Rồi về phần kết luận của con xe RC Monster Truck này thì nói chung là nó đi trên đây vẫn được nha. Vẫn được này mọi người thấy không? Nhưng mà nó đi khá là chậm. Rồi. Cái gì ở đây? Ok, nói chung là nó đi được nhưng mà nó đi khá là chậm khiến Domino nó đổ quá là nhanh. Nên nó đổ tới đây là nó dừng rồi nha mọi người. Ok chưa? Đó là kết luận của mình thôi. Đơn giản, well như vậy thôi ha. Rồi, thì có vẻ là ngày hôm nay clip sẽ rất là nhàm chán. Thì mình gọi là các bạn thông cảm cho mình nha. Tuần vừa rồi gọi là ăn chơi nhậu nhẹt quá. Đâm ra là mình bị mất giọng mọi người. Không biết là giọng khi mà quay clip thì nó như thế nào. Nhưng mà hiện tại là mình đang bị mất giọng. Và cơ thể khá là suy nhược do tuần vừa rồi ăn chơi quá đấy, không làm việc gì hết. Nên thôi mọi người thông cảm nhé. Nếu mà clip này không được hay, mọi người thông cảm cho mình. Lần sau mình sẽ cố gắng làm hay hơn nhé. Rồi, thì thôi chắc có thể là clip ngày hôm nay kết thúc tại đây các bạn. Thì nếu các bạn thích video này của mình, nhớ cho mình một nút like, chia sẻ và đăng ký channel của mình nhé. Đừng quên comment đóng góp ý tưởng GT5 tiếp theo nha mọi người. Rồi ok, bây giờ clip đây thôi. Bye bye tất cả các bạn và hẹn các bạn vào video tiếp theo của mình. Bye bye. Ciao.